bốn người bốn chai rồi đợi đừng kể khúc sau nữa được rồi tới được rồi phải nói là tệ hơn cái chữ tệ luôn giống như là Bạch Phương nó ói giống như là lại tám chai á đúng không là bị người ta chưởng vô người mà nó ọc ra vậy đó dính lên tường đang đứng hóng gió nè các bạn sao khó chịu quá là vừa qua vô là trời ơi tôi chạy tôi nói có cái gì ghê quá vậy trời Chị. Không kịp đi cắt tóc luôn. Hôm qua 9 giờ mấy 10 giờ tôi chạy qua cắt. Uống có nửa ly champagne thôi đó. Thằng khốn nạn này nó ép uống nè. Vô đi anh trai nè. Quỳ ra. Này anh Vũ Chí anh tặng nha. Vũ Chí anh tặng tôi. Ảnh trước khi qua đây là tôi biết tặng cái gì rồi. Anh biệt danh giờ là phải lên lầu luôn. Lên lầu luôn. Để lên lầu. Lên lầu đó luôn. Đây cục chi cho có quy ngắn. Đấy cũng đứng chạc anh lịch sự quá anh chứ mới cắt tóc cái này tóc ngắn cái này được ăn mà khai trương mày đâu phải cắt tóc ở ngoài 9 giờ anh chạy qua cắt cái anh chỉ cắt tóc rồi hả nhẹ lại cái mày bóc ngủ dữ đúng không thằng Ngô Kiên Huy đủ dữ lắm đúng không bữa Ngô Kiên Huy đột quỵ luôn trời ơi cái đủ nó khủng khiếp cái đủ là tôi lên đầu tiên tôi thấy bạn của ông này nè bạn này là uống cũng dữ lắm mới vô giới thiệu em là đô tiếp khách anh nói ồ anh non đô tiếp khách đẩy ổng uống thôi cái ông vậy nè uống chai này á hả uống bốn bữa bốn năm chai này á thầy ơi bây giờ mình vui hết chai này xin phép vui chai này luôn nha rồi vô tư rồi chơi thôi uống đi chủ nha em gì đó khách mời nhà nha Rồi, lấy mấy này, lấy mấy này.